và 5 bị cáo còn lại phải nộp tổng số tiền hơn 132 tỷ đồng đã chiếm hưởng bất hợp pháp do hành vi lừa đảo. Tại hội nghị trực tuyến tăng cường phòng chống dịch bệnh COVID-19 diễn ra sáng nay tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long lo ngại về sự biến chủng của virus SARS-CoV-2 được ghi nhận tại nước Anh trong thời gian vừa qua. Phóng viên Văn Hải thông tin. Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, sự biến chủng của virus gây bệnh COVID-19 tại nước Anh có thể làm tăng mức độ lây nhiễm của dịch bệnh này lên tới 70%. Trước đây tại nước ta, từng ghi nhận sự biến chủng của virus gây bệnh COVID-19 tại ổ dịch Đà Nẵng với tốc độ lây lan không lớn bằng sự biến chủng của virus tại Anh. Nhưng lúc đó Việt Nam đã phải đối phó khá vất vả. Do vậy, công tác phòng chống virus biến chủng xâm nhập là hết sức cần thiết. Thì trong thời gian qua có thể nói rằng là dư luận cũng như xã hội và đặc biệt là các giới khoa học rất quan ngại về cái sự biến chủng của virus và đặc biệt là ở Anh, và vì vậy cho nên là nhiều nước cũng đã tiến hành phong tỏa đối với Anh và không tiếp nhận các chuyến bay hay là công dân hay là những cái hình thức khác nhập cảnh từ Anh. Đây là một trong những cái điều mà chúng tôi cũng đang theo dõi rất là chặt chẽ. Mặc dù quan ngại nhưng mà chúng ta cũng phải hết sức là bình tĩnh trong vấn đề về cái việc mà đối với cái chủng này. Hiện nay các nhà khoa học trên thế giới đang theo dõi chặt chẽ sự biến chủng của virus tại nước Anh, nhưng chưa ghi nhận sự tác động đến hiệu quả của vaccine COVID-19. Ông Đặng Quang Tấn, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế cho biết, bên cạnh việc đẩy mạnh xét nghiệm phát hiện sớm sự biến chủng của virus SARS-CoV-2 nếu có, Việt Nam đang tăng cường thực hiện nghiêm các biện pháp cách ly, theo dõi chặt chẽ sức khỏe người nhập cảnh để tránh tình trạng lây nhiễm COVID-19 ra cộng đồng. Và gần đây nhất thì những cái thông tin mà liên quan đến cái biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 tại Anh thì cũng đã làm rất nhiều quốc gia quan tâm. Thế vì vậy là tính đến thời điểm này, mặc dù là cái biến chủng mới có khả năng lây lan nhanh, thì tuy nhiên là cũng chưa ghi nhận những cái ảnh hưởng đến cái vấn đề tử vong cũng như làm cho bệnh nặng thêm. Và tại Việt Nam thì tính đến ngày hôm qua thì đã 20 ngày liên tiếp không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng. Thế và trong thời gian vừa qua thì chúng ta vẫn ghi nhận hàng ngày những cái trường hợp nhập cảnh và cách ly ngay. Cũng tại hội nghị này, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã chính thức phát động kỷ niệm Ngày Quốc tế phòng chống dịch bệnh 27 tháng 12 tại Việt Nam, theo tinh thần nghị quyết do Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua ngày 7 tháng 12 vừa qua. Đây là nghị quyết đầu tiên của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trong lĩnh vực này, cũng là nghị quyết đầu tiên do Việt Nam chủ trì đề xuất. Tiếp theo chương trình sẽ là một số thông tin thời tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong khi người dân ở miền Bắc đang được hưởng thời tiết tạnh giáo và ấm lên, thì ở miền Nam trời lại chuyển mưa. Dự báo chiều và đêm nay cùng với Cà Mau, Kiên Giang thì Bạc Liêu cũng xuất hiện những điểm mưa to với lượng mưa trên 50mm. Còn lại những nơi khác chủ yếu là mưa nhỏ và mưa vừa. Với lượng mưa như vậy, cộng thêm hệ thống sông ngòi dày đặc nên ngập ít có khả năng xảy ra. Thậm chí đây còn là những cơn mưa trái mùa mang lại lợi ích về nông nghiệp. Vì vậy bà con cần chủ động tích trữ nước dành cho những tháng mùa khô sắp tới. Khu vực Tây Nguyên cũng như là từ Bình Thuận trở ra đến Quảng Trị chiều tới nay để đây luôn được không? Sao xe trắng được? Khu vực Bắc Bộ. Sao xe trắng ạ? Trên biển đêm nay và ngày mai do ảnh hưởng của